Thưa quý vị, vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn do xe ô tô con vượt bên phải rồi lại tạt sang trái, va vào đầu xe container dẫn đến tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong xảy ra vào hôm qua là một hồi chuông cảnh báo đối với các bác tài khi lái xe qua khu vực này. Thế nhưng điều đáng nói, cao tốc Cam Lộ La Sơn giai đoạn 1 thiết kế mỗi bên một làn đường, riêng những điểm cho phép vượt được thiết kế 2 làn xe. Dù đường hẹp, nhiều đoạn thắt nút cổ chai, không có giải phân cách cứng, nhưng nhiều tài xế vẫn nhấn ga vượt trái luật bất chấp nguy hiểm. Và sau đây là những hình ảnh có thể khiến nhiều người cảm thấy lạnh sống lưng. Dù có bảng giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h, đường hẹp và nhiều đoạn đi qua dốc cao khuất tầm nhìn, nhưng tình trạng vượt ẩu, vượt bất chấp của nhiều xe lưu thông trên tuyến đường này khiến nhiều người đi đường luôn căng thẳng. Nhiều tình huống xe tải, đặc biệt xe khách vượt lên ngay đoạn cấm vượt tạo ra cảnh tượng hãi hùng. Trên tuyến đường này cho thấy tình trạng vượt ẩu xảy ra thường xuyên. Thấy đường đẹp bằng phẳng nhưng tốc độ di chuyển tối đa chỉ có 80 km/h nên tài xế nôn nóng nhấn ga để xe vượt lên. Trên cao tốc này, các biển báo từng đoạn đường được phép vượt, đoạn cấm vượt được cắm dày đặc nhưng nhiều tài xế không tuân thủ. Hiện nay, cao tốc Cam Lộ La Sơn có một vài trạm cảnh sát giao thông túc trực ở hai đầu. Giữa tuyến còn nhiều đoạn chưa được lắp camera giám sát nên tài xế gần như không sợ bị xử phạt mà nhấn ga tăng tốc theo thói quen giành đường. Từ khi cho lưu thông xe cho tới nay thì cao tốc Cam Lộ La Sơn được kỳ vọng sẽ giảm tải cho quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển từ Quảng Trị và Đà Nẵng. Thế nhưng đây cũng là tuyến đường được giới tài xế đánh giá là một trong những cao tốc nguy hiểm nhất hiện nay. Các vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc thời gian qua có sự chủ quan của những người điều khiển phương tiện. Không chỉ là ô tô mà nhiều người đi xe máy vào cao tốc bất chấp nguy hiểm tới tính mạng. Chiều 19 tháng 2, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh sự việc tài xế nằm trên yên xe máy chạy với tốc độ cao trên cao tốc Đại lộ Thăng Long. Cụ thể, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông nằm dạp trên yên xe máy lao với tốc độ cao trên cao tốc Đại lộ Thăng Long hướng về nội thành. Tài xế nằm dạp trên yên xe theo một tư thế kỳ lạ lao vun vút trên cao tốc. Theo hình ảnh từ clip, sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 5 phút ngày 18 tháng 2. Thời điểm này, ô tô gắn camera hành trình đang lưu thông ở làn cao tốc của Đại lộ Thăng Long qua nút giao đường 70 Nhổn Hà Đông, vận tốc khoảng 72 km/h. Lúc này, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Nghệ An nằm trên yên xe phóng vượt lên ô tô. Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc, cấm các loại xe máy, xe đạp, người đi bộ lưu thông. Vận tốc tối đa của ô tô lưu thông trên tuyến từ 80-100 km/h. Những năm qua, tình trạng người điều khiển xe máy đi vào cao tốc này thường xuyên diễn ra và có nhiều vụ tai nạn dẫn đến thương vong nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã mở nhiều đợt xử lý vi phạm nhưng các vụ vi phạm vẫn tái diễn. Một cụ ông 87 tuổi, tuổi cao sức yếu đã đi lạc từ Hà Nội và Hà Tĩnh. Rất may là người dân đã phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng. Và trong hôm nay 19 tháng 2, người nhà của cụ ông đã vào tận nơi để đón cụ trở về đoàn tụ cùng gia đình. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 2, người dân ở thôn Tân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một cụ ông có biểu hiện không bình thường trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn. Sau đó, công an xã Kỳ Tân đã xác minh cụ ông tên là Trần Duy Hiệp, quê ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, sinh sống cùng gia đình con trai ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công an đã liên hệ với người nhà của cụ ông và đồng thời đưa cụ vào trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe, cung cấp đồ ăn nước uống. Sau khi nắm được thông tin, con trai cụ Hiệp đã từ Hà Nội và Hà Tĩnh đón bố về. Theo chia sẻ của gia đình, do tuổi cao và không còn tỉnh táo nên cụ đã nhiều lần đi khỏi nhà. Và lần này thì vào khoảng 4 giờ ngày 18 tháng 2, khi cả nhà đang ngủ, ông đã dậy đi khỏi nhà và bắt xe từ Hà Nội và Hà Tĩnh. Thưa quý vị, mùa lễ hội, lợi dụng việc nhiều người du xuân đầu năm nên tại nhiều nơi đã xảy ra hiện tượng móc túi trộm cắp. Và mới đây thì một nhóm đối tượng gồm 3 nữ quái có nhiều tiền án chuyên hành nghề móc túi trộm cắp tài sản của hành khách tại lễ hội Tiên Công đã bị công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Chỉ trong một ngày, 3 nữ quái đều có tiền án đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại lễ hội khiến khách thập phương đi hành lễ rất bức xúc.
Cụ thể, đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã Cẩm La và đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Quảng Yên tiến hành kiểm tra hành chính một xe ô tô chở theo 3 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi dừng xe, lực lượng công an kiểm tra các đối tượng trên xe gồm Lê Thị Thanh, sinh năm 1960, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trần Thị Phượng, sinh năm 1989, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Và Nguyễn Thị Ba, sinh năm 1961, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một túi sách bên trong có 12 điện thoại di động các loại. Qua đấu tranh, ba đối tượng nữ khai nhận số điện thoại được trộm cắp tại lễ hội Tiên Công trong sáng 17 tháng 2. Đội cảnh sát hình sự công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng và đã xác định được 5 bị hại của vụ việc này. Suốt từ những ngày Tết đến nay, các tỉnh thành Nam Bộ đã phải đối mặt với một đợt nắng nóng rất gay gắt. Đợt nắng nóng kéo dài khiến cho người dân cảm thấy mệt mỏi và phải tìm đủ mọi cách để đối phó. Dự báo dạng thời tiết này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể, nền nhiệt chạm ngưỡng 37 độ C, có nơi nóng hơn, thời tiết oi bức. Đây không phải là đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay, nhưng là đợt mức nhiệt đạt ngưỡng này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài cả ngày. Thời điểm nắng nóng xảy ra từ 12 giờ đến 16 giờ mỗi ngày. Cơ quan khí tượng nhận định mùa nắng nóng năm 2024 khả năng sẽ đến sớm và mức độ sẽ gay gắt không thua kém năm 2023. Nắng nóng kèm bức xạ tia cực tím ở mức gây hại cao, do đó người dân khi đi lại hoạt động ngoài trời cần che chắn kỹ. Nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng năm nay dự báo các tỉnh miền Đông Nam Bộ có thể lên tới khoảng 39-40 độ. Mùa cao điểm nắng nóng tại Nam Bộ được dự báo rơi vào tháng 4 với số ngày nắng đạt 15-20 ngày trong tháng. Theo Tổng cục Thống kê, dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động của kinh tế toàn cầu, nhưng mà thị trường lao động Việt Nam đã có sự tiến triển nhất định khi vào những tháng đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng mới, mở rộng kinh doanh. Và từ đó thì nhu cầu tuyển dụng lao động thì cũng đang khởi sắc trở lại. Trong gần 100 doanh nghiệp tham dự tại Ngày hội Kết nối Việc Làm diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh cận Tết Giáp Thìn năm 2024, có nhiều doanh nghiệp may mặc, da giày với quy mô sản xuất lớn, đăng ký tuyển từ vài trăm đến vài trăm ngàn lao động trong tổng số gần 20.000 vị trí việc làm mới. Không giới hạn độ tuổi, chỉ cần có đủ sức khỏe, đáp ứng yêu cầu của nhà máy, công ty sẽ hỗ trợ xăng xe, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, ký túc xá cho người ở xa. Công ty hiện nay đang có đơn hàng nhiều nên cần tuyển một khoảng 100 công nhân may, biết tay nghề hoặc biết tay nghề sẽ đào tạo. Lương thì khoảng từ 7 đến 12 triệu để có mọi hỗ trợ cho công nhân, đôi con nhỏ rồi bảo hiểm thất nghiệp cho họ đầy đủ. Chuẩn bị cái mùa hàng cho khách hàng năm 2024 thì bên công ty cũng sẽ mở rộng sản xuất và sẽ tuyển với số lao động là trên 1.000 người. Thì đối tượng tuyển của tổng công ty là người lao động mình biết nghề càng tốt, nếu không biết nghề thì bên công ty sẽ đào tạo. Chúng tôi đã mời 92 doanh nghiệp tham gia. Ngày hôm nay có 74 doanh nghiệp với là 19.640 cái vị trí việc làm tuyển dụng. Tương tự ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số lượng doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trong quý 1 năm 2024 bắt đầu tăng đáng kể, vị trí tuyển dụng cũng đa dạng ở nhiều ngành nghề. Hiện tại thì công ty đã đi vào ổn định rồi, thì bắt đầu phát triển sản xuất tốt nên là bên em đang có nhu cầu tuyển dụng 500 công nhân may và các vị trí công nhân khác. Bên cạnh đó bên em còn tuyển dụng nhiều vị trí văn phòng. Ngày hội tuyển dụng việc làm để nhằm tạo nhiều cái cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên cũng như người lao động trong cái tháng đầu năm để tiếp cận cái công việc. Và quy mô là dự kiến là chúng tôi sẽ có khoảng trên 40 cái doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trực tiếp và trong đó cũng dự kiến khoảng 100 cái đơn vị gửi thông tin tham gia để tuyển dụng trong ngày 9 tháng 3 năm 2024 tại trường Cao đẳng Kinh tế thành phố. Và cái lực lượng sinh viên người lao động tham gia thì dự kiến là từ 3 đến 5 ngàn. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, nhu cầu nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh cần từ 300.000
đến 320.000 vị trí việc làm. Trong đó, nhu cầu nhân lực quý 1 năm 2024 cần khoảng 77.500 đến 86.000 vị trí. Đây được xem là cơ hội rất tốt trong năm để người lao động tìm kiếm việc làm ổn định.